Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh quay thử xổ số miền Nam thứ bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024. Thứ bảy ngày hôm nay gồm có 4 đài: thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải 8 thành phố Hồ Chí Minh 57, giải 8 Long An 39, giải 8 Bình Phước 29, giải 8 Hậu Giang 39. Còn có các giải 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú, đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.